Sài Gòn thứ bảy Studio hân hạnh giới thiệu. Đời người nếu được gắn gọn như một giấc ngủ vui, thì chắc chắn trong giấc ngủ ấy, ngoài những giấc mơ đẹp, thì cũng không thể thiếu những cơn ác mộng sẽ còn lưu trong trí nhớ. Và nếu cuộc đời được ví như một bài toán đố, thì không thể tránh khỏi những phương trình nan giải. Còn nếu cuộc đời được ví như một dòng sông, chắc hẳn ngoài những phút êm đềm có khi lững lờ vô vị, thì cũng có những khi lăn tăn gợn sóng, hoặc những lúc chạy xiết theo thủy triều. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả bốn phương chuyện ngắn Lốc xoáy cuộc đời của tác giả Phan Duy Trường, hồi ký ca nhạc sĩ nữ Hoàng Gia Hân, qua các giọng diễn thoại đệ nhất MC Việt Nam Thanh Bạch, nghệ sĩ hài Ngọc Sang Sang, cùng chính tác giả dẫn chuyện, tiếng hát phụ họa con chim sâu thánh nhạc, ca sĩ Sao Mai, cùng giọng hát minh họa của chính nhân vật Sâm Ca với ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Biết nói gì đây khi hai đường đời ngăn chia mình rồi, bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ chưa hoen lối đi, đêm đêm em nhắn gió gửi mây về cho anh, nếu tính cho đến hôm nay là năm 2020 thì có lẽ Gia Hân đã định cư ở Mỹ cũng gần 1/4 thế kỷ rồi. Nhưng lại chẳng có mấy ai biết được rõ về con người ca nhạc sĩ Gia Hân. Cô đã từng đoạt giải Hoa hậu. Không chỉ đơn giản là giải Hoa hậu, mà kể cả những cuộc thi về nữ hoàng, doanh nhân cũng như thành đạt. Không phải chỉ một vài giải, nhưng Gia Hân dường như đã được rất nhiều giải và nhiều lần đăng quang. Cô còn nhớ mãi trong cuộc thi ở Auckland do bầu sô Loan Đỗ tổ chức, rồi cuộc thi tại quận Cam do Thảo Lâm tổ chức,
trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế, rồi cho đến cuộc thi Nữ hoàng do Bầu Sô nổi tiếng Tuấn Hiền, chủ của trung tâm Mưa Rừng tổ chức. Để có được những danh dự ấy và trong những lần đăng quang ấy thì phải kể đến ân nhân mà cô rất quý trọng cũng như thương mến, đó chính là chim tinh gia Sáu Ẩn. Phía sau cuộc đời hào quang rực rỡ ấy, ít có ai biết cô lại có quá nhiều sóng gió trong cuộc đời và tuổi thơ buồn bã đến như vậy. Những chàng pháo tay khi Gia Hân xuất hiện trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, hay nụ cười rạng rỡ trong những lần đăng quang và đội trên đầu chiếc vương miện, điều mà khối kẻ mơ ước được giống như cô. Nhưng khi rời khỏi vùng hào quang rực rỡ ấy, với Gia Hân, nữ hoàng doanh nhân lại âm thầm và rất lặng lẽ với những muộn phiền từ chứng bệnh mất ngủ của mình. Chứng bệnh ấy đã theo nàng hơn 20 năm ròng rã. Tất cả mọi chuyện đến với đời người và những chứng bệnh mà Gia Hân phải mang không phải ngẫu nhiên tự nhiên mà đến. Các cụ xưa vẫn bảo sông có khúc, đời người có lúc. Sống cuộc sống thăng trầm vinh nhục là lẽ đương nhiên của một đời người. Chiều nay ngồi suy tư một mình, có dịp để ngồi nghĩ lại chuyện đời, bởi vì lúc này Gia Hân đang gặp phải vài chuyện trắc trở vì vấn đề pháp lý. Để cho câu chuyện có đầu đuôi khúc chiết thì cần phải lùi ngược thời gian trở lại 30 năm trước. Phần 1: Thời thơ ấu. Thượng tuần tháng 5 năm 1983, cô bé Hồ Thị Diễm Tiên cất tiếng khóc chào đời. Cô bé Hồ Thị Diễm Tiên ấy là tên mà cha mẹ đã đặt cho ca nhạc sĩ mang nghệ danh Gia Hân ngày hôm nay. Nhớ lại trước năm 1975, cha của Diễm Tiên là một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mang tới lon đại úy. Rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam đổi chủ, ông cũng giống như bao nhiêu bạn bè đồng lao phải đi học tập cải tạo hết mấy năm. Sau ngày mãn hạn học tập trở về, lại gặp lúc đất nước thời cơ chế bao cấp, lại cộng thêm mang tiếng là ngụy quân ngụy quyền, cho nên cái khó chồng trên cái khó. Khi Diễm Tiên vừa tròn được 3 tuổi, cô đã phải xa mẹ. Cô nàng xa mẹ không do thời cuộc, nhưng do cha mẹ của cô không đồng quan điểm cũng như suy nghĩ. Kể từ lần đổ vỡ ấy, ông và bà mỗi người một hướng. Cô bé Diễm Tiên tội nghiệp được đưa về dung thân ở nhà bà nội là Hồng Ngự. Đó là quê nội của cô, và quê ngoại là An Giang, Long Xuyên. Vào những năm của thập niên 80 thì cha của Diễm Tiên còn khá trẻ. Cũng vì còn trẻ và mang sự kỳ thị của tân chế độ bấy giờ nên ông khó lòng mà lập thân tạo nghiệp. Và duyên số đã đưa bước chân ông đi thêm một bước nữa bên người đàn bà khác. Lại một lần nữa, cô bé Diễm Tiên lại xa cha. Trong căn nhà, người cho cô nương tựa chỉ còn lại bà nội. Một già một trẻ thơ dựa vào nhau để mưu sinh tồn tại với những bữa cơm no đói qua ngày. Sang thì có miếng cà con cá, còn túng thì có rau má để nấu canh. Ngoài những buổi
ôm tập đến trường làng học chữ, thì Diễm Tiên theo nội ra chợ Tạo Tần mua bán rau củ để mưu sinh. Lúc nàng chưa tròn 10 tuổi, lẽ ra lứa tuổi này phải là lứa tuổi để ăn để chơi, thì Diễm Tiên đành vùi chôn tuổi thơ của mình theo những tiếng giao bán của bà nội mỗi khi bước ra chợ. Ai mua rau không? Ai mua rau không? Cuộc sống cơ cực và lam lũ cũng là môi trường để huấn luyện khắc nghiệt, cho nên so với bạn bè quanh xóm, Diễm Tiên lanh hơn họ nhiều. Tuy có mấy người anh trai, nhưng Diễm Tiên lại không hề nhận được tình thương và sự đùm bọc của các anh. Nếu không nói, đôi khi cô nàng lại là nơi để cho các anh trút giận. Chuyện cô bé bị tát tai đá đít là chuyện xảy ra giống như cơm bữa. Có nhiều lần Diễm Tiên bị anh hai tát tai đến dập môi, tóe cả máu mũi. Đau thì có đau, nhưng biết thổ lộ cùng ai. Cô nàng đành nén buồn tủi khi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Bà nội của Diễm Tiên cũng ra người thiên cổ, bỏ lại cô khi cô vừa lên 10 tuổi. Trời cũng khéo tạo nên những bất công cho người dương thế. So với bạn bè gái đồng trang phải lứa thì cô nàng khá nổi bật. Nổi nhất là làn da và dáng dấp. Người xưa hay bảo nhất dáng, nhì da, thứ ba mới tới mặt. Bạn bè nữ cùng đi học và xóm ngõ trắng trẻo tròn trịa và hồn nhiên bao nhiêu, thì Diễm Tiên lại gầy còm và đen đủi bấy nhiêu. Người ta hay bảo xấu không phải là cái tội, thì thật là một câu dối láo quá sức. Đối với Diễm Tiên, xấu là một cái tội lớn và nghèo là một tội nặng. Thành ra ở trường, cô bé có bị bạn bè thay nhau ức hiếp đánh đập. Về nhà thì gặp anh hai hung tợn và không bao giờ bênh em. Lắm khi anh hai còn tung đòn tặng cô em gái còn hơn cả võ tòng đả hộ trên đồi Cạnh Dương trong phim 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc. Cho mày chết, cho mày chết đi, ngu như trâu, ngu như bò. Nó quýnh mày thì mày quýnh lại nó, quýnh không lại thì mày xé nó, mày cào nó, thậm chí là mày cắn nó luôn. Kể từ sau ngày bà nội đã tạ thế, Diễm Tiên đã thực sự mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi vòng tay che chở. Những lúc bị bạn bè, nhất là bạn học chế giễu và ngược đãi, về nhà chỉ có bơ vơ. Nhỏ này riết rồi nhiều hộ khẩu dữ à nghe. Nay nhà này mai nhà khác. Có người khác thì bình luận, nhưng mà thấy nó cũng tội. Mẹ thì đi lấy chồng, bỏ nó hồi mới có 3 tuổi à. Rồi cha nó thì đi lấy vợ khác. Nương thân nhà nội nó rồi nội nó cũng chết. Thành ra nó phải nương dựa với cô dì chú bác. Mà coi vậy chứ nó lanh lắm mà nghe. Người khác thì lại nhận xét rằng, coi vậy chứ nhỏ thiệt là ngoan hiền à, chỉ có cái hơi đen, hơi xấu chút. Có người thì lại bênh vực Diễm Tiên. Ê, cái nết đánh chết cái đẹp á, coi vậy chứ nhỏ thông minh lắm á. Nhiều đêm, cô thôn nữ bé bỏng ấy chỉ biết vùi đầu vào gối khóc rưng rức. Khi tủi thân, ai cũng có cha mẹ hoặc anh chị em để cậy dựa. Nhưng với Diễm Tiên thì ngay cả một con búp bê để làm bạn cũng không có nổi. Những đêm mưa ngoài trời sấm chớp cũng làm cho cô bé co ro thu mình trong chiếc mền cũ mà rưng rưng. Mẹ ơi,
ba ơi, sao con khổ quá à? Người ta ai cũng có cha có mẹ, còn con mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ cũng biết, cũng thèm nghe. Hai tiếng mẹ ơi lắm. Ba ơi, ba có biết Diễm Tiên nhớ ba nhiều lắm. Con buồn quá. Ông trời ơi, sao mà đời con khổ quá giờ. Nếu khóc mà có người dỗ thì người ta dễ khóc thêm. Nhưng khóc một mình, khóc trong lén lút và âm thầm, thế rồi trong nước mắt cũng lại từ từ Diễm Tiên chìm vào giấc ngủ. Rồi thêm mấy năm nữa, với đời sống tự lập để mưu sinh, Diễm Tiên lúc này cô đang sống ở Cồn Long Khánh. Cô vẫn không quên tìm mọi cách để tìm kiếm thông tin người mẹ của mình. Mỗi lúc ra đường, thấy có một người phụ nữ lớn tuổi, cô cứ nhìn dõi theo mãi. Và cô cho đó là mẹ cô. Bởi lẽ bà Lệ bỏ rơi Diễm Tiên khi mới lên ba. Thành ra vì vậy, những hình ảnh của người mẹ, cô chỉ được nghe người này diễn tả, người kia diễn tả. Dĩ nhiên cô không hề biết mặt. Rồi cũng có người cho cô biết thông tin. Bà Lệ, mẹ của cô, hiện nay đang sống ở Long Xuyên Rạch Giá. Khi biết được tin ấy, Diễm Tiên vui lắm. Lúc này cha của Diễm Tiên đã được định cư vào Mỹ theo diện HO rồi, nên Diễm Tiên quyết đi tìm mẹ ruột của mình và ước mong sẽ ở bên mẹ, chia sẻ buồn vui. Vì con gái lớn rồi nên lại càng cần có mẹ dạy dỗ. Diễm Tiên mơ ước và tưởng tượng ngày gặp được mẹ, cô sẽ lao vào vòng tay và ôm chặt lấy bà, rồi hôn mẹ một cách cung kính và kể cho mẹ nghe về những buồn vui thời thơ ấu đã xảy ra đối với nàng, và sẽ được mẹ ôm hôn xoa đầu con gái. Mới chỉ nghĩ đến giây phút ấy cũng đủ làm cho cô cảm thấy vui đến cả tuần. Sống trong sự tưởng tượng ấy mà muốn từ Cồn Long Khánh để đi qua tới mãi Long Xuyên Rạch Giá để gặp được mẹ thì cần phải có tiền làm lộ phí cơ chứ. Nhưng biết kiếm đâu ra tiền? Cô nàng nhìn trước trông sau, thấy còn được vài bộ quần áo, coi còn được mắt. Vậy là Diễm Tiên gom ngay những bộ đồ mà cô tự cho là đẹp nhất để đem đi bán, bán đổ bán tháo, rồi lấy tiền làm lộ phí đi tìm mẹ, hòng mong để mẫu tử hợp hoan, gia đình sum họp. Và những bộ quần áo đẹp nhất của nàng đã đem ra chợ đời gạ bán để nhận được những đồng tiền còm dằn túi. Trước hôm lên đường, đêm hôm ấy, Diễm Tiên mong cho trời sáng để nàng còn được lên đường. Trong đời của nàng, chưa bao giờ cô mong cho trời mau sáng đến như vậy. Trằn trọc cả đêm mà dường như thời gian như không trôi. Và trong mệt mỏi, Diễm Tiên thiếp dần vào giấc ngủ khi gà ở hàng xóm vừa gáy sang canh.
Sáng hôm sau, Diễm Tiên dậy rất sớm. Cô phải chuẩn bị từ hành trang cho đến tâm lý. Đoạn đường từ cồn Long Khánh để qua tới Long Xuyên, Rạch Giá là một đoạn đường tuy không xa, nhưng có lẽ mang trong lòng quá nhiều tâm trạng và những tâm sự buồn vui lẫn lộn, cho nên Diễm Tiên có cảm giác đoạn đường ấy dường như nó tự dài ra hơn. Và chiếc xe để chở cô, nó cũng có cảm giác như đang chạy chậm hơn. Cô còn nhớ, ngồi trên xe lôi, cô đưa mắt nhìn khắp, nhất là những người đàn bà. Cô đoán chắc người này là mẹ, rồi lại chắc người kia là mẹ. Thật là khổ cho Diễm Tiên. Cái cảnh đi tìm mẹ có khác nào mò kim đáy bể. Tìm một người giữa chợ người, tìm một người giữa chợ đời, thật vất vả. Thế rồi cuối cùng nơi cần đến cũng đã đến, và người cần tìm cũng đã gặp. Những cảm xúc của những lúc ước mong gặp mẹ vỡ vụn giống như thủy tinh mỏng rơi trên mặt lộ. Bà Lệ, mẹ của Diễm Tiên, dường như không muốn nhìn nhận cô, đứa con gái đen đúa mà chính bà đã từng sinh ra và đã từng bỏ rơi. Những giờ phút ngắn ngủi và nặng nề khi đối diện với thân mẫu trôi qua, với biết bao nhiêu bẽ bàng, cay đắng cùng thất vọng, Diễm Tiên lặng lẽ chào bà mẹ của cô, luôn khát khao được gặp mặt để ra về. Trên đường về lại căn nhà mà chứa đựng biết bao buồn tội của mình, những bước chân nặng nề kéo lê, bao nhiêu hy vọng nay đã ra tuyệt vọng. Nếu không nói cho đúng hơn thì phải gọi là vô vọng mới phải. Ngoài trời gió vẫn thổi nhẹ nhẹ, mấy chiếc lá vẫn đung đưa, nhưng dường như mắt của Diễm Tiên đã không còn thấy gì, vì đôi mắt ấy giờ đây đã nhòe lệ. Những dòng nước mắt làm mặn chát môi của cô thôn nữ tội nghiệp. Nàng cắn môi và khẽ thầm nhủ: mẹ ơi, có lẽ tại con nghèo, con xấu quá nên mẹ xấu hổ khi nhìn nhận con hả? Nhưng mà dù sao con cũng là con gái mà mẹ sinh ra mà. Con quyết con sẽ không cho phép mình nghèo nữa đâu. Dù cho mẹ không nhìn nhận con, nhưng mà mẹ Lệ ơi, muôn đời suốt kiếp mẹ vẫn là mẹ của con. Con yêu mẹ lắm. Mẹ ơi. Nhưng rồi có lẽ Diễm Tiên cũng nhận ra sự thật là mẹ của cô đã có một mái gia đình khác, và sự có mặt của cô sẽ làm cho bà khó xử khi đối diện với gia đình riêng của bà, nhất là đối diện với chồng của bà. Suy nghĩ như vậy cho nên nàng chỉ cảm thấy buồn và thương mẹ nhiều hơn là oán trách mẹ. Phần 2: Đời viễn xứ. Cuối thập niên 90, Diễm Tiên được cha bảo lãnh qua Mỹ để định cư với ông. Và thành phố đầu tiên khi Diễm Tiên đặt chân đến trên đất Mỹ là Sacramento. Sacramento còn có nghĩa là bí tích thánh thể, và cũng là thủ phủ của tiểu bang California. Sacramento được John Schuster thành lập vào tháng 12 năm 1848. Có lẽ do huyền nhiệm ấy
mà từ một diễm tiên đã trở thành ca nhạc sĩ, hoa hậu, nữ hoàng Gia Hân của ngày hôm nay. Kể từ ngày đến Mỹ và định cư tại thành phố đầu tiên là Sacramento, Gia Hân giống như thay đổi hoàn toàn. Một phần vì hợp với thủy thổ, phần vì cuộc sống. Nhưng nói cho đúng hơn thì cô nàng đã đến tuổi dậy thì, cái tuổi mà tiền nhân đã bảo gái đến thì vất đi cũng đẹp. Đôi mắt to tròn, thủa còn trong nước, bạn bè hay chế nhạo là mắt ốc nhồi. Nhưng nay trên đất Mỹ thì lại là đôi mắt đẹp theo cái nhìn của hải ngoại. Nhiều chị em phụ nữ phải trải qua thẩm mỹ cũng chưa hẳn đã có được một đôi mắt giống như Gia Hân. Eo thon và dáng dấp thủa còn trong nước, bạn bè cùng làng hay chê là ma đói, thì nay trên xứ người, khối chị em phải diet để mong cho có được cái dáng gầy gầy giống như Gia Hân. Còn làn da bánh mặt của cô lại là biểu hiện của kẻ có tiền. Vì đa phần sống ở Mỹ, người ta làm việc ở công sở hoặc các tiệm nail, cho nên ít có dịp phơi nắng. Thành ra thấy được làn da ngăm ngăm của Gia Hân, khối kẻ mong ước. Miệng rộng duyên dáng mà người ta hay bảo với nhau rằng đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà mà miệng rộng thì tang hoang cửa nhà. Nhưng bên trời Âu này, đó là nét gợi cảm mà thiên hạ cho rằng nét duyên thiên phú. Lúc này có lẽ Gia Hân cũng đã nhận ra những ưu ái mà Thượng Đế đã dành cho cô. Càng lớn, Gia Hân lại càng xinh. Thấy nàng xinh và ngoan, cho nên bà thím của Gia Hân đã đề nghị và muốn cô phụ giúp tại tiệm nail. Trước là học lấy cái nghề, sau là lo học ngoại ngữ nhằm kịp hòa nhập vào đời sống cộng đồng. Tuy đời sống vật chất tạm gọi là ổn định, nhưng dư dật thì chưa thể. Những lúc nhớ tới mẹ và gia đình, các em cùng mẹ khác cha, Gia Hân chỉ biết cố gắng và chắt chiu tích góp, nhịn tiêu xài mua sắm để làm quà biếu mẹ. Bà Lệ cũng vì thế mà hồi tâm chuyển ý, và rồi cũng nhìn nhận lại đứa con gái của bà. Sống ở Mỹ được vài năm, tại bang Sacramento, Gia Hân đã bước vào tuổi 19. Mối tình đầu tiên đến với cô là một chàng luật sư. Bên Mỹ quốc này, những ngành nghề mà hái ra tiền thì phải kể đến luật sư và bác sĩ. Bởi lẽ là một đất nước văn minh và dân chủ lập hiến thì pháp luật rất minh bạch, và người ta quan tâm đến sức khỏe hơn bất cứ thứ gì. Cũng như về luật pháp, về chế độ an sinh và nhân quyền. Cho nên từ tai nạn cho đến đau bệnh hoặc nhân phẩm, nhân quyền, vân vân và vân vân, người ta có quyền thưa nhau ra tòa. Và dĩ nhiên ai cũng muốn được kiện, cho nên luật sư không thể không kể đến là những người có thể tìm và hái ra tiền nhiều. Từ ngày có người yêu làm luật sư và anh chàng giúp đỡ cho Gia Hân rất nhiều, thậm chí còn mua cho cô cả một tiệm nail lớn để cô được làm chủ. Lúc này đời sống Hân đã khá giả hơn nhiều. Cô vô tư giúp đỡ cho mẹ cũng như bà con đang còn sống nơi quê nhà và các anh em của mình mà không chút đắn đo hơn thiệt. Nhớ lại những khi ở bên người yêu của mình, anh luật sư cũng đã có lần và nhiều lần nói với cô: "Em à, cuộc sống của mình cũng có của ăn của để rồi. Em cứ tự nhiên nhớ đến mẹ,
Và các em nơi quê nhà, em giúp mọi người được gì em cứ giúp. Anh rất tự hào và cũng rất hạnh diện lẫn vui mừng vì sự hiếu thảo của em đó. Em yêu. Nhưng duyên trời đã không tác hợp cho Gia Hân và chàng luật sư ấy, cho nên cuộc tình chỉ được 6 năm thì xa cách, để lại trong lòng mỗi người chỉ còn là vấn vương cùng tiếc nuối. Thế rồi Gia Hân cũng bán luôn tiệm neo để lao vào kinh doanh bất động sản và đầu tư địa ốc. Phần 3: Thăng trầm và bệnh tật. Đêm này cũng giống như bao nhiêu đêm đã bị mất ngủ, cái chứng bệnh mất ngủ đã hành hạ Gia Hân có đến cũng đã 20 năm. Đôi khi thần kinh của nàng có cảm giác giống như chúng đang bị căng ra như những sợi dây đàn và có thể đứt bất cứ lúc nào. Đã hơn một lần Gia Hân quyết định kết thúc sự sống của mình, nhưng rồi tư tưởng ấy bị dập tắt. Kể từ sau lần cô nàng có duyên may mắn gặp gỡ và theo chân Chúa Giêsu khi cô bị rơi vào vòng lao lý. Hồi nhớ lại, trong một lần Gia Hân cùng anh bạn đi holiday tại thành phố San Jose. San Jose là một thành phố lớn nhất của vùng Bắc California và là thành phố lớn thứ ba của tiểu bang Cali, và San Jose lớn thứ 10 ở Hoa Kỳ. Đây là thủ phủ quận Santa Clara. San Jose nằm trong thung lũng Silicon, mũi phía nam của vịnh San Francisco. Và San Jose được cho là một thành phố an toàn ở Mỹ Quốc, cho nên nó có một sức thu hút du khách khá mạnh. Và cũng từ chuyến đi du lịch định mệnh ấy, chiếc xe của cô nàng gặp tai nạn, lao xuống hố, để lại những chấn thương và di chứng mất ngủ mà đã bao năm hành hạ nàng. Nếu chỉ là tai nạn thì chắc chưa đến mức, nhưng phải kể đến nhiều yếu tố tác động và Gia Hân đã rơi vào vòng lao lý. 16 tháng phải ngồi tù thật chẳng dễ chịu chút nào. Nếu bảo có tội để vào tù thì không nói, nhưng đằng này lại chỉ là một nghi phạm mà bị nhốt toi hết 16 tháng thì thật quá là oan, đến mức kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất cũng chẳng thưa. Cha của Gia Hân là ông Năm Khởi. Ngoài là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, ông còn là một nhạc sĩ cải lương. Ông sử dụng khá thành thạo nhiều nhạc cụ cổ nhạc và mê nhân vật trong vở tuồng ông đã từng diễn, mà đặt cho hai đứa con trai theo cái tên của nhân vật vợ tuồng, đó chính là Tuấn và Lực, hai người anh ruột của Gia Hân. Còn em của Gia Hân là em cùng mẹ khác cha thì không nói. Sẵn có máu nghệ sĩ chạy trong mình, Gia Hân đã lao vào nghiệp ca hát. Sau ngày phụ thân lìa trần trên đất Mỹ, nếu nhìn từ bên ngoài vào, chắc ít ai biết con đường ca hát nghệ thuật quá chông gai và không kém phần bẽ bàng nghiệt ngã. Sự đào thải và cạnh tranh trong nghề ca hát rất khắc nghiệt. Nhiều người bỏ cả đời, và tuổi thì cứ một tăng lên, còn tên thì chẳng có ma nào biết đến. Nhưng trót đam mê và nhiệt huyết, cho nên bỏ nghề thì không cam, mà đeo theo thì ngấp ngoái. Ngoài việc có năng khiếu thì còn phải trau dồi thêm cho tài năng, nhưng hơn cả là phải cần có tài chính để đầu tư cho chính mình. Còn nếu không có khả năng về tài chính thì cầm bằng chỉ là một đam mê không hơn chẳng kém. Lúc mới bập bẹ vào nghề ca hát, Gia Hân không hề biết đây là nghề phải làm dâu đến vạn họ, và đồng nghiệp thì không thiếu cảnh bằng mặt
nhưng lại không bằng lòng. Đôi khi cái poster đăng hình người này trên kẻ nọ hay hình ca sĩ nọ to hơn hình ca sĩ kia cũng làm cho người ta hờn giận nhau và bất mãn nhau, hoặc cắt xê người này nhỉnh hơn người khác cũng làm cho tâm hồn buồn đến càng ngày. Nhiều ca sĩ khéo léo trong việc giao tế cho nên được trình diễn vào những giờ vàng, mà giờ vàng tức là cái giờ mà khán thính giả còn đông. Còn ai không khéo thì chỉ là giọng ca mở màn khi khán thính giả còn đang lo ổn định chỗ ngồi, hoặc là phải hát out chương trình khi khán thính giả đã ra về gần hết, chỉ còn lại thưa thớt ít người. Thành ra cái chuyện ca sĩ phải lấy lòng ông bầu là chuyện không có gì là lạ. Đó là ca sĩ có tuổi mà chưa có tên. Còn ca sĩ đã có tên và được xếp vào hàng ngũ ngôi sao, có nghĩa đã nổi tiếng thì thế nào? Đối với hàng sao thì cũng có nỗi khổ riêng của sao. Họ phải sống cho công chúng, cho khán thính giả của họ hơn là sống cho chính họ. Nhất cử nhất động hay ngôn từ đều phải cân nhắc. Vì hôm nay thiên hạ còn là fans của mình, nhưng biết đâu ngày sau, tháng sau hay tuần sau, fan của họ đã là fan của người khác. Nếu họ phạm phải một sai lầm nào đó, hoặc lỡ lời, vân vân và vân vân, lúc ấy Gia Hân chưa hiểu rõ lắm về nghề nghiệp mà nàng đam mê. Hồi nhớ lại, suốt 2 năm Gia Hân cộng tác chung với trung tâm Giáng Ngọc của ông Lê Bá Trư làm giám đốc, là chủ trung tâm. Rồi cũng từ đó Gia Hân lại buông trung tâm Giáng Ngọc. Có lẽ sức cạnh tranh khốc liệt quá, hay vì một lý do là Gia Hân bị những người đồng nghiệp phía sau lưng đâm chọc. Tụ chung, cô rời bỏ trung tâm Giáng Ngọc để đến với trung tâm Tình Nghệ Sĩ. Lúc ấy Vũ Linh còn làm chủ. Rồi suốt 10 năm êm trôi, tuổi đã tăng mà tên thì không thể lớn thêm được tí nào. Việc đầu tiên phải đầu tư thì không thể không kể đến Thẩm Mỹ Viện. Rồi nghề dạy nghề giúp cho Gia Hân cũng nhận ra trung tâm Tình Nghệ Sĩ cũng không phải là mảnh đất tốt để cho cô có thể thăng tiến. Vậy là lại một lần nữa Gia Hân phải làm lại từ đầu khi cô đến với những trung tâm ca nhạc khác, trong đó phải kể đến là trung tâm Mưa Rừng do Tuấn Hiền làm bầu xô và là chủ. Cuộc đời biết bao lần tưởng thắng nhưng nó lại không thắng. Có những bận tưởng thua nhưng lại chẳng phải thua. Cho nên cuộc đời thăng trầm vinh nhục, những lúc Gia Hân tin tưởng bạn bè, rồi những người bạn mà cô tin tưởng nhất lại quay giáo phản lại cô từ phía sau. Cô còn nhớ lúc ấy cô mang tên Triệu Gia Hân, nhưng lại khổ thay 9 người 10 ý, người ta cho rằng họ Triệu nên để đóng phim và phù hợp với điện ảnh hơn để làm ca sĩ. Trời, họ Triệu là cái họ của những nhân vật đóng phim như Triệu Tử Long trong phim, hay Triệu Yến Tử nè, Triệu Đà trong lịch sử nè, toàn nhân vật lỗi lạc trong lịch sử cũng như trên thế giới. Còn ca sĩ thì còn lâu mới ngóc đầu lên được trong giới ca hát. Thấy thiên hạ bình loạn quá, vậy là Triệu Gia Hân bây giờ đã đổi nghệ danh thành Lâm Gia Hân.
Nhưng đời vẫn không buông tha cho cô. Họ lại đàm tiếu và nói rằng: Trời ơi, tôi tưởng nó bỏ họ Triệu để đi lấy họ Trịnh thì may ra còn có cơ hội cho người ta biết đến những người họ Trịnh đã lừng danh trong lịch sử âm nhạc nước nhà, như Trịnh Lâm Ngân hay Trịnh Công Sơn, Trịnh Nam Sơn. Ai ngờ nó đi lấy họ Lâm. Chắc là nó muốn ăn theo Lâm Thúy Vân hay là theo Lâm Nhật Tiến. Tên người ta đã có trước lâu rồi, bây giờ mới chạy theo thì chỉ có bạc tóc. Mà thật ra nếu lấy họ Lâm thì thôi, thà lấy đại tên là Lâm Tạc hoặc là Lâm Ly, hiểu chưa? Tên đó coi bộ cả làng mình biết á. Lại một lần nữa, cô nàng đành phải trở thành một nghệ danh chỉ hai chữ, không mang theo họ. Có nghĩa chẳng còn Triệu mà cũng chẳng cần Lâm. Tên của nàng chỉ còn vọn vẹn có hai chữ: Gia Hân. Thế là Gia Hân cũng có một vị trí nhất định của mình trong ca hát tại hải ngoại. Từ đó, cô cộng tác thêm với Trung Tâm Mưa Rừng do Tuấn Hiền làm bầu show. Kể từ lúc đó, Gia Hân có dịp diễn chung với những ca sĩ thuộc bậc tiền bối và đàn anh đàn chị, chẳng hạn như danh ca Lệ Thu, Phi Nhung, Tuấn Vũ, Caron Kim, vân vân và vân vân. Từ khi bắt đầu có tên tuổi, cô trở về nước và song diễn cùng với Khánh Bình, Quang Hà, Ngô Quốc Linh, Quách Tuấn Du, Ngọc Sơn, Quách Thành Danh, và đứng chung với những danh hài chẳng hạn như Hồng Tơ, Minh Béo, Anh Vũ. Cũng kể từ những lần về Việt Nam, Gia Hân có dịp quen biết với một chàng ca sĩ đến từ Vĩnh Long. Thấy anh chàng ca sĩ nghèo, có năng lực nhưng lại không có điều kiện tiến thân trong nghề nghiệp. Một phần do có tình cảm riêng với anh ca sĩ ấy, một phần Gia Hân cũng nhận ra nghèo cũng làm mất đi cơ hội. Và chính nàng đã từng trải nghiệm, cho nên Gia Hân gợi ý với anh chàng ca sĩ, mà chính Gia Hân cũng nhìn thấy tiềm năng của chàng. Anh à, em thấy anh cũng hát hay lắm á, cũng khá truyền cảm. Sao anh không chịu đầu tư một ít CD đi? Nghệ sĩ mà phải chịu đầu tư chứ, mới có cơ hội thăng tiến, có chỗ đứng trong giới showbiz, quen biết được nhiều mới mau nổi tiếng chứ. Anh cũng biết chứ, anh cũng biết như vậy chứ em. Có ca sĩ nào mà không tự đầu tư cho mình, nhất là vào thời ban đầu khi mới vô nghề, cho đến khi đã có tên tuổi, có chỗ đứng, có thu nhập rồi thì sẽ. Nhưng điều kiện của anh còn khá chật vật, Gia Hân ơi. Bộ người yêu của anh không chịu đầu tư cho anh hả? Nói nghe này nha, người anh yêu á thì có quá trời luôn, nhưng thật ra người yêu anh kìa thì một móng cũng không có. Sự nghèo túng cũng làm đôi khi mình mất tự tin khi chinh phục em à. Coi tội chưa kìa. Nếu á, em mà có người yêu như anh á, em sẽ đầu tư và tìm cách lăng xê cho anh tới nóc luôn. Em ghẹo anh hoài. Không, em nói thiệt đó, thiệt lòng em mà. Lúc này đời sống của Gia Hân tương đối khá, cho nên cô nàng không ngại đầu tư cho mình và cho người cô yêu mến. Gia Hân đã từng đầu tư và giúp đỡ khá nhiều cho ca sĩ Phi Vũ tại Mỹ. Ca sĩ Phi Vũ vừa là bạn diễn song ca với Gia Hân và còn là anh ruột của nàng, nhưng không chuyên tâm vào nghề nghiệp, cho nên Gia Hân đổ bao nhiêu công sức ra mà tên Phi Vũ vẫn không sao nổi lên được. Và điều đáng buồn nhất là anh của nàng lại rơi vào vòng nghiện ngập, cho nên cô đành lòng bỏ rơi anh trai. Nhưng trong sâu thẳm của trái tim và ước mơ của mình, Gia Hân luôn ước mong nếu một ngày nào đó anh trai trở lại và từ bỏ đam mê nghiện ngập, Gia Hân sẽ sẵn sàng giúp hết lòng.
đối với ca sĩ Phi Vũ. Và cho dù tốn kém, nàng vẫn không từ chối vì cô rất thương anh trai của mình. Hôm nay về Việt Nam, nhìn cuộc sống và nỗi vất vả của những ca sĩ nghèo, nghèo đến không có điều kiện để tiến thân, Gia Hân thương họ bao nhiêu thì cô nàng lại giận ông anh có phước không biết hưởng của mình bấy nhiêu. Một ca sĩ ít nhất cũng phải có những beat nhạc để hòa âm riêng cho mình, nhưng điều kiện không có, thành ra cứ phải chôm beat người nọ lấy beat của người kia hát. Rồi Gia Hân quyết định đến với chàng ca sĩ nghèo quê Vĩnh Long ấy để đầu tư và giúp đỡ cho chàng. Chàng ca sĩ ấy chính là Lưu Chí Vĩ. Gia Hân giúp Vĩ không phải chỉ là đồng cảm hay thương hại, mà là thương thật và yêu thì đúng hơn. Họ đến với nhau và cuộc tình ấy kéo dài suốt 10 năm. Gia Hân tự xem mình là vợ của Vĩ, cho nên cô tự trói mình vào phận làm dâu để lo lắng cho cả mẹ của Vĩ còn đang sống tại Mỹ. Ngoài ca hát và kinh doanh bất động sản, Gia Hân cũng rất giỏi trong việc nữ công gia chánh, từ thêu thùa, móc len, đàn áo cho đến môi giới. Chẳng có cái gì, ngành nghề nào mà cô nàng cho là khó đối với mình. Vốn thích cầu tiến, cho nên Gia Hân lao vào học đủ mọi nghề, kể cả học làm người mẫu. Những lần về Việt Nam, đa phần thời gian cô nàng dành cho Vĩ, hòng tận hưởng và bù đắp lại nỗi vất vả cho mình khi đầu tắt mặt tối với công việc tại Mỹ. Phải thừa nhận là Gia Hân rất khéo tay và cô có đầu óc bén nhạy trong kinh tế. Nhưng cuộc đời trách sao và tránh sao, những thăng trầm lẫn giông gió, có những tai bay vạ gió và những phi lý cuộc đời. Gia Hân quan hệ giao tiếp khá rộng, đủ mọi thành phần xã hội, từ thượng vàng cho đến hạ cám. Bạn bè của Gia Hân khi gặp khó khăn, cô nàng không bao giờ thoái thác vấn đề giúp đỡ. Trong ngàn người quen thì có được mấy người thân. Cô hồi nhớ lại, một đêm nọ, cảnh sát tiểu bang đến đưa Gia Hân vào nhà tù với lý do bạn của cô gây án rồi ngộ sát. Anh bạn này sau khi gây án xong có ghé thăm Gia Hân và cùng nhau ăn tối. Dĩ nhiên Gia Hân không biết người bạn của mình là một phạm nhân, và chính Gia Hân bị rơi vào nghi can đồng lõa. Để tiện việc điều tra, cho nên Gia Hân phải bị tạm giam. Không ngờ thời gian đến 16 tháng bị tạm giam thật là quá lê thê và căng thẳng. Với những lần bị đưa ra thẩm vấn, cảnh sát Mỹ cật vấn cô đủ điều. Ngày đó, giờ đó, mày ở đâu? Tôi không biết, tôi bị quan. Tôi lấy gì để khai đây trời? Có những ai làm chứng cho mày ở đó vào lúc đó? Nhưng mà tao có biết gì đâu mà khai. Ê, mày dám lớn tiếng với tao hả? Mày cứ khai cái mày không biết. Trời ơi, không biết thì lấy gì khai? Ai thấy mày làm? Nói mau, tao bóp cổ mày bây giờ. Thôi, tôi sẽ nhờ luật sư của tôi để bảo lãnh tôi ra khỏi nơi đây. Nhưng chuyện muốn được tại ngoại được bêu ra rất khó khăn, vì vụ án có liên quan đến mạng người. Thành ra Gia Hân buộc phải ngồi suốt 16 tháng tạm giam. Và rồi cuối cùng có nhiều bằng chứng ngoại phạm, cho nên cô được thả ra. Lẽ ra Gia Hân có quyền thuê luật sư để thưa lại cảnh sát, nhưng lúc ấy kiến thức và luật tiểu bang không dành, cho nên cô cũng cho chuyện ấy vào quên lãng và xếp vào những may rủi cuộc đời. 16 tháng bị giam giữ đối với Gia Hân là một mất mát khá lớn. Lớn nhất là mất người cô yêu, ca
ca sĩ Lưu Chí Vĩ. Nhớ lúc còn chưa ngồi tù, Gia Hân ngoài việc lo lắng giúp đỡ cho mẹ và các anh em thì Gia Hân còn giúp cả cho bà ngoại của Vĩ có điều kiện thuốc thang. Thấy Gia Hân là một người rất thân và quan tâm tới gia đình, cho nên mẹ của Vĩ sống ở Mỹ cũng rất mến Gia Hân. Tình cảm của mẹ Vĩ dành cho Gia Hân thật tốt đẹp. Cuộc đời nếu cứ êm trôi thì chẳng có gì để nói. Có những lần Gia Hân nghĩ sẽ nên duyên vợ chồng với Vĩ, nhưng cuộc đời có những nhánh rẽ, có những nhánh rẽ nó chỉ bàng bạc như áng mây trời rồi rơi vào quên lãng, nhưng cũng có những nhánh rẽ để rồi cả một đời chỉ còn tiếc nuối và biến đổi người sang một giai đoạn khác. Cho đến hôm nay, khi vô tù thì thân mình còn lo không xong, lấy gì lo nổi cho ai nữa. Cũng trùng hợp thời gian tù tội ấy, căn bệnh mất ngủ của Gia Hân lại ra trở nặng hơn. Nhiều đêm và rất nhiều đêm nằm nhắm mắt mà đầu óc của cô thì hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này Gia Hân thật sự trắng tay. Bao nhiêu bạn bè từng thọ ơn của nàng cũng ngoảnh mặt. Câu hát "Triệu người quen, có mấy người thân" của Vũ Thành An viết trong bài Không Tên số 4 nó mới thấm thía đến tận lục phủ ngũ tạng. Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau quen, có mấy người thân khi lìa trần, có mấy người đưa. Đã vậy, quê nhà mẹ của Gia Hân bệnh cần cô trợ giúp, cô nàng mới gọi điện thoại ra ngoài để rồi nhờ Vĩ, người cô yêu, xoay sở để giúp cho cô. Dĩ nhiên Lưu Chí Vĩ hứa, nhưng lời hứa ấy không được thực hiện. Gia Hân thương Vĩ bao nhiêu thì giờ này lại giận chàng bấy nhiêu. Nhưng Gia Hân không hề hay biết rằng thời gian ấy Lưu Chí Vĩ cũng đang gặp nhiều khó khăn. Khó khăn đến mức chàng bất lực để rồi nhìn bà ngoại của mình cũng về chầu Diêm Vương mà không còn tiền lo thuốc thang kéo dài cho bà ngoại. Những ngày tuyệt vọng ấy tuy không làm Gia Hân suy sụp hoàn toàn, nhưng cũng không thể làm cho cô phấn chấn hy vọng nổi. Gia Hân nhớ lại câu kinh thánh cô đã từng đọc và trở lại theo đạo thật hay. Và chính những câu kinh thánh ấy là linh dược chữa lành mọi sự. Hãy phó thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay. Hoặc câu "Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó thì nước trời là của họ" trong bài giảng Bát Phúc của Chúa Giêsu đã giảng trên núi. Hoặc câu "Phúc cho ai không thấy mà tin", lời Chúa là thuốc chữa lành mọi sự. Nhờ thế mà lòng Gia Hân bắt đầu nhẹ nhàng hơn và tâm trí cũng mau bình phục để đón nhận mọi điều. Tuy không còn giận Vĩ nữa, nhưng bảo rằng hết buồn thì chưa thể. Những lúc buồn và nhớ Vĩ, Gia Hân chỉ biết cầm viết và sáng tác
đó là động lực để cho Gia Hân trở thành nhạc sĩ. Những tác phẩm đầu tay Gia Hân đã sáng tác cho Lưu Chí Vĩ là Chôn Vùi Giấc Mộng, được chính tiếng hát của mình song ca với Khánh Bình, rồi đến bài Đừng Nên Gian Dối, hát chung với ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Đời Tôi Nghệ Sĩ, hát chung với Ngô Quốc Linh. Và bài Đừng Để Kiếp Sau, song ca cùng ca sĩ Quang Hà. Kể từ những tác phẩm ấy, Gia Hân bắt đầu lao vào sáng tác và tự trình bày tác phẩm của chính mình. Lúc này Gia Hân đã được nhiều người biết đến hơn. Chính vì có nhiều người biết đến thì lại là cái khốn khổ của nàng. Vì trong số những người biết đến Gia Hân không thiếu fans và những kẻ chống đối lại. Thương cũng có, ganh ghét cũng nhiều. Nhất là khi Gia Hân được bầu xô lớn ở trung tâm Mưa Rừng ưu ái, đó là bầu xô Tuấn Hiền. Gia Hân thường xuyên đi lưu diễn cho Tuấn Hiền ở các casino và hay đi lưu diễn ở Seattle. Và duyên phận đã đưa bước chân của Gia Hân quen biết với một thầy chiêm tinh gia nổi tiếng ở Mỹ về phong thủy. Thân chủ của anh thầy phong thủy đa phần là các nghệ sĩ tên tuổi và tiếng tăm, chẳng hạn như Quang Lê, Don Hồ, Thúy Nga và rất nhiều nghệ sĩ khác. Người thầy phong thủy ấy chính là thầy Sáu Ẩn. Tuy tên của anh là Sáu Ẩn, nhưng anh lại không thể ẩn được vì tiếng tăm của anh cũng như thân chủ của anh. Thầy Sáu Ẩn rất mến Gia Hân và biết nhiều về cuộc sống của nàng, nên có điều kiện hay cơ hội giúp là anh giúp ngay, không cần đắn đo hơn thiệt. Vậy là kể từ ngày quen biết với thầy Sáu Ẩn, Gia Hân có thêm nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong nghề nghiệp. Có tiếng lại có tiền, cho nên đồng nghiệp của Gia Hân cũng ganh tị ra mặt đối với nàng. Với bạn bè, Gia Hân không ngại giúp đỡ. Chuyện 4 hay 5 ngàn đô là con số cô thường cho bạn mượn, có người trả lại nhưng cũng có khối kẻ quên trả. Đòi nợ thì sợ mất bạn, mà không đòi thì lại quá bất công. Nhớ có một lần, để cô bắt đầu bước vào cuộc thi Hoa Hậu và Nữ Hoàng Doanh Nhân, cô có được lời động viên của người bạn. Gia Hân nè, anh thấy em nên đi thi cuộc thi tại Los Angeles. Em biết không, người ta tổ chức tại Bangkok, tại Seoul, tại Singapore, nhàm rồi. Em biết đó, khi đã có tiếng tăm cũng là cái tốt cho kinh doanh của mình. Em hiểu chưa? Nhưng mà em ngại quá. Đậu thì không nói, lỡ mà rớt ê mặt lắm luôn á. Biết bao nhiêu người dèm pha đàm tiếu. Trời ơi, em chưa tự tin. Em ngại lắm. Lo gì chuyện đó, mình đang sống cho chính mình, chứ mình không sống cho thiên hạ. Mình thành công hay mình thất bại, chỉ mình biết. Người đời chẳng ai quan tâm những thành bại của mình đâu mà lo. Hơn nữa, sự quen biết của em với thầy Sáu Ẩn, không lẽ anh Sáu Ẩn không giúp được cho em hay sao? Nghe nói ông có uy tín lắm đó, cộng với năng lực của em nữa, thì kết hợp lại, nếu em bỏ qua cuộc thi này thì thật đáng tiếc đó Gia Hân ơi. Vậy là Gia Hân đã đi thi cuộc thi Nữ Hoàng do bầu xô Tuấn Hiền tổ chức. Dĩ nhiên, nàng đăng quang thì không thể không kể đến người đứng sau lưng giúp đỡ cho Gia Hân, chính là chiêm tinh gia Sáu Ẩn. Và thế là nàng đã đoạt vương miện Nữ Hoàng Doanh Nhân thành đạt. Ngày Gia Hân lên đỉnh của vinh quang với chiếc vương miện ở trên đầu, không làm cho Gia Hân vui bằng những nỗ lực nàng đã đổ ra để giúp đỡ cho bà con chòm xóm nơi quê nhà. Kể cả những đôi uyên ương nghèo
không có tiền để lo hôn lễ. Gia Hân không ngại tạo điều kiện và niềm vui cho họ, có nghĩa cô sẵn sàng tặng tiền cho họ làm đám cưới. Trong số những người Gia Hân thương mến thì phải kể đến là ca sĩ Ngọc Thúy, thành viên của nhóm Nhật Nguyệt. Ngọc Thúy là bà con cô cậu của Gia Hân. Nàng lo cho Ngọc Thúy vào nhạc viện học đã đành, mà lại còn phải gửi tiền để cho Ngọc Thúy thuê nhà, có chốn dung thân, cũng như chi phí trong thời gian ăn học cần phải có. Gia Hân thấy Ngọc Thúy thuê nhà ở có phần bất tiện quá, cho nên cô mua luôn căn nhà để cho cô em gái có chỗ trú nắng trú mưa tạm thời. Đó là trong nước. Còn ở hải ngoại thì Gia Hân rất siêng năng tham gia vào các hội đoàn từ thiện. Cô cho rằng trời cho mình thì mình có chia sẻ với người khác cũng là hợp lý hợp tình, và không thẹn với lòng, không trái với trời đất. Những việc làm ấy của Gia Hân lại là cớ cho nhiều kẻ tiểu nhân ganh tị, thấy chướng tai gai mắt, cho nên họ đã rắp tâm để gài bẫy, để rồi đẩy Gia Hân phải đến thân bại danh liệt và tiếp tục rơi vào vòng lao lý. Nhớ lại mùa xuân 2020 vừa mới bước qua, thiên hạ còn đang đón một mùa xuân trong an lành hạnh phúc, với những lời chúc nhau còn vẫn trên môi, thì ngày 17 trên con đường Capitol để dẫn ra freeway, cô nàng bị một xe cảnh sát đuổi theo và bắt lại, bởi họ được mật báo nàng có mang theo súng trên xe. Dĩ nhiên khám xét xe thì không có súng, nhưng cô vẫn bị đưa về post cảnh sát. Họ đến nhà Gia Hân lục soát một cách kỹ lưỡng tỉ mỉ, nhưng dĩ nhiên không có tang chứng hay bất cứ vật chứng gì. Ở Mỹ, mỗi tiểu bang đều có luật lệ riêng. Có bang thì cho đem súng trên xe nhưng không được nạp đạn, có nghĩa đạn và súng phải cách xa nhau đến 2 mét, hoặc là để súng ở trên xe, còn đạn phải để trong cốp. Có bang thì lại cho đem theo súng trên xe, cho dù không có tang vật thì Gia Hân vẫn bị tạm giam 90 ngày trong tù. Lần này khốn đốn hơn so với 16 tháng tạm giam vào năm 2008. Cô không bị cảnh sát ngược đãi, mà bị bạn đồng lao đánh đập, hiếp đáp rất nhiều. Bởi tội của Gia Hân lần này bị nằm trong khung tù xã hội, Gia Hân phải ở chung với những thành phần bất hảo. Gái làm tiền có, dân nghiện có, đa phần họ rất thô lỗ và hung tợn, ăn nói thì tục tằn, cư xử thì vô nhân cách. Nhớ có một lần đáng nhớ là cô bị hai cô bạn đồng lao lôi đầu vào nhà vệ sinh hành hạ. Họ đánh Gia Hân vì cô không cho họ tiền và đồ ăn như mấy ngày trước, cho nên họ muốn ép cô cho ra tiền. Đánh đòn là thú tìm vui, lựa đòn mà đập cho lòi tiền ra. Họ nắm tóc đập đầu xuống đất, họ đạp lên bụng, lên ngực, họ đấm, họ đá, đủ kiểu, đủ cách. Vì vừa thẩm mỹ xong, cho nên Gia Hân chỉ biết lấy tay bảo vệ che mặt, còn lại chỗ nào họ đập được là họ cứ thế đập, cho đến khi Gia Hân bất tỉnh. Suốt thời gian 90 ngày trong địa ngục ấy, bạn bè từng được Gia Hân giúp đỡ, dường như họ đều tránh mặt nàng. Người quen nhắc lại từng tên một, nhớ đến nơi xưa đặt dấu giày. Duy chỉ có nghệ sĩ Chí Sang và chiêm tinh gia Sáu Ẩn là những người ân nhân và giúp đỡ cho Gia Hân nhiều nhất. Anh Sáu Ẩn thì đứng bên ngoài để cố vấn giúp đỡ, còn nghệ sĩ Chí Sang, anh cũng là gương mặt của Nam Vương, thì tuần nào cũng ghé vào thăm cô.
Có tuần một lần, có tuần hai lần, không tuần nào là chứ Giang không ghé an ủi và giúp đỡ Gia Hân. Còn anh Sáu Ẩn là người tìm cách để giúp cho Gia Hân được bảo lãnh tại ngoại bên ngoài. Nói chung, trong suốt thời gian ấy, người mà Gia Hân phải kể đến, mang ơn và suy nghĩ rất nhiều chính là nghệ sĩ Chí Giang và chiêm tinh gia Sáu Ẩn. Biết Gia Hân trong tù rất khó khăn, chính nghệ sĩ Chí Giang cũng đã hứa với Gia Hân để beo cô ra thì cần phải có một số tiền lớn, phải xoay sở. Nhưng trong lúc tạm thời chưa có tiền để bảo lãnh cô tại ngoại mà cần tiền để xài 500-700 hoặc 1000, Chí Giang nói với Gia Hân cứ việc lên tiếng để gọi phone ra ngoài bất cứ lúc nào cô cần đến. Gia Hân rất xúc động trước tình cảm quý mến mà nghệ sĩ Chí Giang đã dành cho cô. Nhưng Gia Hân không muốn làm phiền anh, vì Gia Hân không muốn chỉ vì một ít tiền bạc mà mất đi tình cảm tốt đẹp anh em đã dành cho nhau. Rồi Chí Giang không ghé thăm Gia Hân được nữa, bởi con virus Covid-19 lúc ấy lộng hành trên toàn cầu nói chung và Mỹ Quốc phải chịu ảnh hưởng khá lớn vì con virus ấy. Rồi có một người bạn của Gia Hân là một người cũng có tiền, anh đã cố gắng vận động để bỏ ra một số tiền khá lớn giúp cho Gia Hân được tại ngoại để rồi chờ ngày ra tòa. Bù lại điều đó thì cô sẽ ở bên cạnh để chăm sóc cho ba của người mà cô xem là ân nhân. Khi được tại ngoại chờ ngày ra tòa, Gia Hân cảm thấy được an ủi khi cô chợt nhận ra một sự thật. Cô đã từng may mắn, mà trong may mắn ấy chỉ có một mình cô cảm nhận. Gia Hân vội quỳ xuống cầu nguyện. Con cảm tạ Chúa vì đã cho con được ngồi tù. Nếu con không ngồi tù thì biết đâu con đã chết vì Covid-19 này, mà làm cho hàng triệu người đã bỏ mạng. Trong lúc cầu nguyện, Gia Hân chợt nhớ lại câu kinh thánh cô đã từng đọc, có đoạn trong chức thư Philippe ở câu 6 chương 4 đã chép rằng: Thưa anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời khẩn nguyện, van xin mà tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều mà anh em thỉnh nguyện. Nhớ lại lời kinh thánh ấy, Gia Hân cảm thấy an lòng. Chờ cho đến ngày được hầu tòa mà trước lúc tại ngoại tòa án đã ấn định, những ngày chờ đợi quả là lê thê và vô vị, cuộc đời lắm bất ngờ và cũng không kém phần bất mãn. Mà nếu không nhờ cầu nguyện chắc là Gia Hân sẽ phải điên lên. Trong thời gian để chờ ngày ra tòa cho vụ án của Gia Hân được hoàn thiện, thì tại Mỹ xảy ra một biến cố. Một biến cố nằm ngoài sự tưởng tượng và ngoài sự sắp xếp. Đó là một anh cảnh sát da trắng chẳng biết rằng có thế nào mà làm cho anh da đen phải tử vong. Vậy là Mỹ Quốc có thêm một cơn sóng gió nổi lên. Họ biểu tình, họ đập phá, làm cho cách ly chống dịch Covid-19 đã khó lại càng khó thêm. Vì những rối loạn ấy mà phiên tòa của Gia Hân cũng đành phải rời lại một lần, rồi hai lần. Thế là lại đợi chờ trong chờ đợi. Bạo loạn đã lắng xuống, nhưng virus thì vẫn chưa yên, cho nên phiên tòa xử cho Gia Hân lại thêm một lần rời tiếp. Vốn có máu làm ăn mà bị treo chân thế này là cô bực lắm, nhưng rồi cũng nhờ vả để mở được company clean up, tức là một công ty dịch vụ cung cấp người giúp dọn dẹp trong nhà nhằm tạo điều kiện công ăn việc làm cho giới homeless. Nhưng công ty Gia Hân lập ra
Về mặt lý thì hợp, nhưng luận vào thời thì lại không đúng. Bởi đang mùa dịch virus Covid-19, cho nên người sử dụng lao động cũng ngại và người lao động cũng ngại. Thành ra xem chừng kế hoạch của Gia Hân có chút khó khăn. Đêm này nằm suy tư trong cô quạnh và mất ngủ, như bao nhiêu năm đã từng làm cho Gia Hân mất ngủ. Gia Hân chợt nhớ đến người cô đã yêu thương, đó chính là ca sĩ Lưu Chí Vĩ, và cũng chính là người đã làm cho cô có nhiều động lực để trở thành nhạc sĩ. Thương yêu vẫn còn đấy, hờn dỗi vẫn chưa nguôi. Gia Hân chợt nhớ đến bài hát mà chính cô đã sáng tác cho riêng anh, và Gia Hân đã từng hát song ca với ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Đừng nên gian dối. Đời ai không quý đồng tiền anh ơi, người ta chỉ biết rằng giàu xa hoa, người ta đâu nhớ lúc nghèo thuở xưa, nhà tranh rách nát áo không đủ ấm. Giờ đây anh có đồng tiền trong tay mà anh lại đã quên lời thề xưa. Đời người đâu có bao nhiêu anh ơi, lỡ mai nhắm mắt như đống tro tàn. Anh ơi, tiền là phù du cát bụi, chứ tiền không mua được trái tim yêu. Xin đừng quên ngày tháng khổ đau, hãy quay về anh nhé, đừng nên gian dối. Đời ai không quý đồng tiền anh ơi, tiền đâu có giữ được hoài đâu ơi. Mà anh lại nỡ lạnh lùng quay lưng, lòng em vỡ nát nói không nên lời. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Lốc xoáy cuộc đời của tác giả Phan Duy Trường, hồi ký ca nhạc sĩ nữ Hoàng Gia Hân. Mời quý vị đăng ký kênh để tiện theo dõi những sản phẩm mới của Trung tâm Sài Gòn thứ 7.